Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình này góp nhận 200 token chia từ sàn G-Swap các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần link phần link mô tả dưới video mở tra muốn sẽ tắt chat chatbot nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào join AirDrop nè. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào kênh Telegram group nè. Rồi các bạn bấm đáp lên nè các bạn. Tiếp tục còn join tiếp kênh Telegram nè. Rồi các bạn bấm đáp lên nè. Tiếp tục các bạn follow và tweet tăng 3 người bạn của mình vào các bạn. Để mình qua mình lấy 3 người bạn của mình Zalo các bạn. Năm người bạn đi, copy lên tài liệu của mình lên nè. Rồi, các bạn mở bot lên nè. Các bạn vào đây các bạn follow và tweet nè các bạn. Trên Twitter thì bạn theo dõi nè. Các bạn like nè, các bạn chỉnh chỉnh như tweet nè, biết cái game nè. Bạn dán đây nha các bạn. Test lại nè. Rồi các bạn bấm đáp lại nha các bạn. Tiếp tục các bạn son sao kênh seller nè. Mục tiên nguồn ngay gấp ta. Rồi tiếp tục các bạn follow Twitter và retweet nè. Trên Twitter thì các bạn theo dõi nha các bạn tìm bài viết của nó nè các bạn. Các bạn nhận tục cần chia đâu ta. Đây là các bạn 200 con viên bằng like nè. Các bạn test like nha các bạn. List sang bằng cái cây swap nha các bạn tục cần này nè. Rồi bạn bấm up lên nè. Các bạn bấm register nè. Rồi bạn lướt cấp trang nha các bạn. Hình gì đây, hình gì đây. Chữ card. Card là cái điện thoại hả các bạn. Bạn chữ card là gì ta? Chữ card này là xe hơi các bạn. Bạn chọn nhập xe hơi các bạn. Rồi tiếp tục dòng đầu tiên các bạn địa chỉ email của tất cả các bạn vào nha các bạn. Rồi tiếp tục bạn gửi địa chỉ GBNB sang Machine Bet 20 thì các bạn có thể dùng địa chỉ GBNB chocolate nha các bạn. Rồi bạn dán vào đây nè. Tiếp tục thì play Inter Twitter link. Tiếp tục thì bạn gửi đường link profile Twitter mình nha bạn. Thì bạn mở Twitter mình ra nè. Bạn nhấp cho bao anh cùng, nhấp cho mùa hồ sơ nè. Cho chị gà, chia sẻ nè. Cùng ngay gấp ta này nó mắc. Con bot nó là gì đó các bạn. Bạn dán vào các bạn. Tiếp tục các bạn gửi là một link retweet nè. Thì bạn mở Twitter cho tất cả bạn ra nè. Bạn nhập ba cái cùng nhập vào mục hồ sơ nữa. Nhập vào chia sẻ bài thứ hai, bài thứ nhất của tất cả các bạn. Các bạn dán vào đây nè. Đi cho bot nè. Rồi bạn bấm I help so net nha bạn. Choose follow. Sau nha các bạn, các bạn bấm Ahel Sonet tiếp tục nè. Rồi tiếp tục các bạn chỉ việc bấm lấy link ghép mình chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm top càng nha các bạn. Ok, vậy mình đã dần bắt ra chương trình này góp nhận 200 top càng di từ sàn di swap nên kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.